Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Và chị Hương Liên ạ, chúng ta đã có một ngày sáng mùng 1 thời tiết khá là đẹp tại thủ đô Hà Nội. Các nơi khác như thế nào ạ? Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ cũng có thời tiết đẹp trong ngày mùng 1 Tết. Trời ấm áp, nhiều nơi sẽ có nắng trong chiều nay. Khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa, thời tiết lại hơi bất tiện cho những chuyến du xuân vì mưa rào xuất hiện bất chợt. Các tỉnh thành còn lại thì trời nắng mạnh ở phía Nam, có nơi nắng nóng. Điển hình như tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo chiều nay nhiệt độ tiếp tục đạt mức 34 độ C, trời nóng, kèm theo đó là chỉ số tia cực tím ở mức rất cao, mức 9, nguy cơ gây hại rất cao cho da và mắt. Tết là dịp để các chị em xúng xính quần áo đẹp, ít người dùng áo dài tay hay là mũ nón để bảo vệ da. Chưa kể là thời gian tiếp xúc với nắng lại còn nhiều hơn, khiến cho da càng dễ bị tia cực tím tấn công. Để có thể thỏa sức chụp hình ngoài trời mà vẫn bảo vệ được làn da khỏe mạnh, các chị em nhớ hạn chế phơi nắng trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chuyển sang thời tiết thủ đô Hà Nội, dự báo chiều nay trời sẽ còn ấm hơn hiện tại khi mà nhiệt độ đạt mức cao nhất trong ngày là 20 độ C. Tối và đêm nay trời sẽ rét trở lại khi không còn nắng sưởi ấm. Đến 22 giờ nhiệt độ sẽ giảm còn 15 độ C. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.